Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui rất khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay quan tâm điều gì, bao giờ hay hứa. Trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này, hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dấu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh dẫn muôn hoa mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cánh duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu.
Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cắt duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phù thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cắt duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phù thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Con dâu em thương với anh mình anh thôi chưa.
chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khó. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không chơi dơi. Cuộc đời cách coi lắm lúc thăng trầm mỗi tối, chỉ ước mong sao để mau được giàu lên. Nhờ người mai mối để gước em về mỗi tối, nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bày quá thương em nở năm ráng sang năm, mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say, làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Trải qua bao năm tháng tìm hiểu của đôi bạn trẻ Hồng Nhung và Văn Bản, được sự quan tâm của các bậc cao niên, của các cụ công các bà đại diện cho hai bên gia đình, hai bên dòng họ, được sự nhất trí cao của hai bên dòng tộc và được sự duyệt uy của cha xứ tại nhà thờ Long Trọng và được sự nhất trí trong phép của chính quyền địa phương xã Phúc Thắng và chính quyền địa phương xã Nghĩa Hùng. Ngày hôm nay là ngày lành tám tốt mà chỉ thích hai bên gia đình chúng ta đã lựa chọn để tổ chức lễ vu quy chúc mừng cho đôi bạn trẻ Hồng Nhung và Văn Bản. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị, và giờ đây xin mời toàn thể các bậc cao niên, mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng mời nước, mời bánh kẹo giao duyên và cùng hướng lại sân khấu. Và ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ vu quy của đôi bạn trẻ Hồng Nhung và Văn Bản xin phép được bắt đầu. Xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, mừng hạnh phúc thì trăm hoa đua nở, nếu vui quy đông đủ nắm vui thay, họ hàng cha bác đôi bên, xe dòng chỉ thắm tiết lên từ hồng. Kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dự tiệc trà, dự tiệc bánh kẹo và cùng hướng lại sân khấu để chứng kiến các thủ tục nghi lễ đầu tiên ngày hôm nay được diễn ra tại khán phòng, tại tư gia của gia đình dòng họ nhà gái. Và giờ phút này thì cho phép con xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu thay mặt cho gia đình dòng họ nhà trai sẽ diễn về phía khán phòng cưới của gia đình có đôi lời phát biểu, có cơ chầu xin lễ xin dâu ngày hôm nay, để trước là sẽ báo cáo về với gia tiên tiền tổ của gia đình dòng họ và nhà gái, sau là thưa với các cụ các con các bà ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt,
để chính thức xin cô dâu Hồng Nhung về làm dâu con gia đình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cố, kính thưa các ông các bà, tất cả anh em trong đôi bên trong dòng họ, còn cũng đại diện cho nhà trai của ông bà ông Ninh, ông bà ông Tuất có hai cháu làm bạn với nhau, và hôm nay cũng đại diện cho họ nhà trai cũng vâng có cây trầu để xin các cháu về làm râu dòng họ là xin hết ạ. Thưa toàn thể quý vị thân mến, và qua những lời phát biểu của vị đại biểu thay mặt cho gia đình dòng họ nhà trai, bác đã gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình dòng họ nhà cái chúng ta đã dành sự đón tiếp vô cùng đồng hậu và yêu ái tới toàn thể gia đình dòng họ nhà trai ngày hôm nay đã hiện diện đông đủ về với khán phòng cưới của gia đình. Và bác đã thay mặt cho gia đình trong dòng họ có cơ trầu xính lễ xin dâu ngày hôm nay, để trước là báo cáo về với gia tiên tiền tổ của gia đình dòng họ nhà gái, sau là thưa với các cụ, các ông, các bà, để rồi ngày hôm nay là ngày lành thật tốt, chính thức xin cô dâu Hồng Nhung về làm dâu con gia đình. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, quả cao xanh lá trầu vàng đã đi vào lịch sử văn hóa tâm linh của đời sống con người Việt Nam. Nó biểu tượng cho sự đoàn kết, sự thủy chung, sự son sắt của tình nghĩa vợ chồng. Để cảm ơn lời phát biểu của vị đại biểu thay mặt cho gia đình dòng họ nhà trai, xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Kính thưa quý vị, và để tiếp tục cái chương trình thì bằng chức trân trọng và giới thiệu và kính mời của vị đại biểu thay mặt cho gia đình dòng họ nhà gái sẽ cùng hiện diện về với sân khấu chính của gia đình để có đôi lời phát biểu thay mặt cho gia đình trong dòng họ tiếp nhận cơ trầu xính lễ xin dâu ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Kính thưa các cố, kính thưa quan viên của hai dòng họ trai và họ gái cùng toàn thể quý khách, hôm nay là ngày lành tháng tốt mà hai gia đình đã chọn để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Cũng trải qua 5 tháng như ban tổ chức đã nói, các cháu đã tìm hiểu kỹ càng và đến ngày nay được sự cho phép của hai đôi bên bố mẹ và hai dòng họ tổ chức lễ thành hôn cho con cháu hôm nay. Họ nhà trai có cơ trầu đến để xin dâu và trình với trong họ chúng tôi. Chúng tôi xin nhận và cảm ơn nhà gái đã có lễ vật đến để xin dâu cho chúng tôi xin chứng nhận. Vâng, và quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn và chúc mừng. Vâng, kính thưa tới các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị, và giờ phút này cho phép con trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn của gia đình dòng họ nhà trai và bác trưởng đoàn của gia đình dòng họ nhà gái. Xin mời bác hãy cùng hiện diện lên phía sân khấu chính của gia đình để bác trưởng đoàn của gia đình dòng họ và nhà trai sẽ trao cơ trầu lễ vật để xin dâu ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Và quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị, và giờ phút này thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu thay mặt cho gia đình dòng họ nhà gái sẽ làm công tác đón nhận cô dâu Hồng Nhung ra ngoài khán phòng cưới để chào và ra mắt toàn thể các bậc cao niên, ra mắt tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, quý vị đại biểu đại diện cho hai bên gia đình, hai bên dòng họ. Trân trọng kính mời. Và quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin được trân trọng và cảm ơn vị đại biểu thay mặt cho gia đình dòng họ nhà gái đã đón nhận cô dâu Hồng Nhung của chúng ta ra ngoài hôn trường cưới để chào và ra mắt toàn thể các bậc cao niên, ra mắt tới các cụ, cô, các bà, quý vị đại biểu. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, và giờ phút này đây ạ, thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chú rể Văn Bằng. Xin mời bạn sẽ ôm bó hoa tươi thắm nhất của cuộc đời mình. Thưa toàn thể quý vị thân mến, và giờ phút này thì chú rể Văn Bằng của chúng ta sẽ ôm bó hoa tươi thắm nhất của cuộc đời mình để rồi trao cho cô dâu Hồng Nhung ngày hôm nay trước sự chứng kiến, sự đùm bọc của các bậc cao niên, của các cụ, công, các bà. Quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
niên thưa toàn thể quý vị. Thật vậy là từ hôm nay thì Hồng Nhung đã là vợ, còn Văn Bản là chồng thỏa lòng của mẹ cha, còn còn trên gánh bấy lâu mong đợi. Nay em về anh hạnh phúc lắm em ơi, giờ anh thương em hết mực ở trên đời, trải qua bao nhiêu phong ba và bão táp, trên đất mẹ bốn mùa hoa nở và đến hôm nay nắng đọng một mùa hoa. Thưa toàn thể quý vị, và giờ phút này thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông bà tốt hẹn là song thân của mẫu của cô dâu Hồng Nhung sẽ làm công tác đón nhận hai con của mình vào phía trong nhà, về chiếc bàn thờ Thiên Chúa, về chiếc bàn thờ Gia Tiên, để đôi bạn trẻ sẽ thắp lên những nén tâm hương về chiếc bàn thờ Thiên Chúa, nơi mà đứng tối cao nhất của mỗi gia đình công giáo chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời. Chim dương tìm về tổ ấm, suối nguồn tìm về nhánh sông, lá cánh tìm về cội cây, con đây tìm về tổ tiên, để thương nhớ công ơn sinh thành, dựng nuôi bao ngày tháng, cho con được thành người, để có ngày hạnh phúc hôm nay. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị, giây phút ý nghĩa vừa qua thì những đấng bậc sinh thành, vâng, ra cô dâu Hồng Nhung đã đón nhận hai con của mình về trước bàn thờ Thiên Chúa, nơi mà đứng tối cao nhất của mỗi gia đình công giáo chúng ta, để thực hiện thủ tục nhìn thấy đôi bạn trẻ đã thắp lên những nén tâm hương về trước bàn thờ Thiên Chúa cũng như về trước bàn thờ Gia Tiên ngày hôm nay. Kính thưa tới các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, và từ ngày hôm nay thì Gia Tiên Thiền Tổ của gia đình dòng họ nhà gái cũng như các cụ các bà sẽ chính thức đón nhận thêm một thành viên mới nữa của gia đình, đó là chú rể Văn Bản ạ. Và giờ phút này đây thì ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời hai bạn trẻ tiếp tục bưng cơ trầu để trở vào phía trong nhà trước sự hiện diện của bà cố nội của cô dâu ạ. Thì đôi bạn trẻ sẽ vào để chúc sức khỏe và bà cố nội, vì điều kiện sức khỏe bà cố nội không trở ra ngoài hội trường được, thì xin mời thân lang và thân danh nhân hai bạn cùng di chuyển vào phía trong nhà. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị, và giờ đây thì tôi xin mời tân lang và tân danh nhân di chuyển vào phía trong nhà để chúc sức khỏe bà cố nội của cô dâu, và đặc biệt là cố cũng dành những tình cảm, những lời chúc mừng, những món quà vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn ạ để cảm ơn món quà bà cố nội của cô dâu để dành để chúc mừng cho tân lang và tân danh nhân ngày hôm nay ạ. Chúng con xin được thay lời cho gia đình thay lời cho đôi sư mới xin được cảm ơn bà cố nội và chúc bà cố nội luôn luôn mạnh khỏe và tràn đầy lòng ơn Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức trân trọng và giới thiệu và kính mời bố mẹ của cô dâu Hồng Nhung sẽ cùng hiện diện ra phía các phòng cưới của gia đình để dành những lời chúc mừng, dành những món quà vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay để chúc mừng cho hai con. Trân trọng kính mời. Kính thưa các bậc con niên, thưa toàn thể quý vị, và hiện diện ở phía sân khấu chính của gia đình, đó là song thân phụ mẫu, đó là ông bà tốt hề, là những người sinh thành ra cô dâu Hồng Nhung ngày hôm nay. Ngay trọng đại của hai con thì cha mẹ dành tình cảm, những lời chúc mừng, đặc biệt là những món quà vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay ạ. Mà cha mẹ đã ấp ủ bấy lâu nay, xin mời đấng bậc sinh thành sẽ dành những tình cảm đó, dành những món quà để chúc mừng cho hai con, những ngày phúc của hai con hôm nay. Và quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn ạ để cùng cảm ơn và chúc mừng. Trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị, và giờ phút này thì xin được trân trọng kính mời lại gia đình chúng ta sẽ cùng hướng về nhà quay phim nhà nhiếp ảnh Thẩm Loan sẽ làm công tác đăng điểm của mình, ghi lại những hình ảnh đẹp nhất ngày hôm nay. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể các cố, các ông, các bà, quý vị đại biểu, quý vị quan khách, những giây phút vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời ngày hôm nay thì toàn thể quý vị chúng ta đã được chứng kiến ngày vui, ngày phúc, ngày trọng đại của đôi bạn trẻ Hồng Nhung và Văn Bản. Giờ phút này đây thì trước khi toàn thể quý vị chúng ta cùng với hai bên gia đình đưa cô dâu và chú rể về với gia đình dòng họ,
nhà trai về với gia đình ông bà Trường Linh tại quê hương xã Phúc Thắng để quý vị chúng ta tham dự thủ tục nghi lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai bác trưởng đoàn từ phía hai bên gia đình dòng họ nhà trai, gia đình dòng họ nhà gái. Xin mời hai bác tiếp tục trở lại phía sân khấu và xin được trân trọng kính mời vị đại biểu thay mặt cho gia đình dòng họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu xin dâu và mời gia đình đoàn đại biểu gia đình dòng họ nhà gái về với gia đình dòng họ nhà trai chúng ta ngày hôm nay ạ. Trân trọng kính mời. Kính thưa các cố, các ông, các bà, các anh em, chị em trong đối viên trong dòng họ, còn đại diện cho nhà trai, nhận các cháu làm dâu của dòng họ, cũng mời các cố, các ông, các bà cùng về đến nhà trai chúng con, cùng với nhà trai chúng con đi rượu ạ, còn xin hết đi ạ. Qua lời mời của vị đại diện cho họ nhà trai, thì họ nhà gái tôi chỉ biết chấp nhận và cảm ơn các ông là có lời mời chúng tôi cũng có nhiệm vụ là dẫn cháu về cùng với các ông ta tổ chức bữa liên hoan rất to để cho các cháu cũng là cái chỗ dựa tinh thần cho các cháu sau này. Xin cảm ơn ông. Kính thưa các vợ cao niên, thưa toàn thể quý vị, qua những lời phát biểu từ phía hai bên gia đình, hai bên dòng họ ngày hôm nay, giờ phút này là giờ đẹp nhất mà từ phía hai bên gia đình chúng ta đã quy định. Cho phép chúng con trân trọng giới thiệu và kính mời toàn thể quý vị cũng như các bậc cha bác, các bậc cao niên, toàn thể quý vị đại diện cho hai bên gia đình, hai bên dòng họ, chúng ta sẽ cùng đứng dậy và cùng với hai bác trưởng đoàn đưa cô dâu và chú rể về với hôn trường của gia đình dòng họ nhà trai tại quê hương xã Phúc Thắng để tham dự chương trình lễ thành hôn ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Chào ôi sáng hôm nay xuống sau nơi đầu sớm, tin vui đã lang nhăn khắp làng thôn. Bao trai gái con tim nghe làm sao? Ô trên quán đê đang rước dâu về nàng. Liều người ra dượm nói búa xua, nghe không đâu vào đâu. Bà thì khen bà thì cứ muốn chê, nghe câu không thành câu. Dâu người ta càng vì mình, đám cưới có lình đình hay dấu không lình đình, ta đến nâng ly mừng cho thắm tình làng quê. Kia thăm thoáng ven sông ghe đang neo vào bên, đây những chiếc tay ga đang len chạy đầy sân. Từng làng giới giai nhân đôi môi luôn cười tươi, ô chim cũng vui đang rước dâu về làng. Người lại qua chợt nịnh lối đi, xem không chi là chi. Bà cười tươi bà thì trốn mất xa, xem như chưa từng xem. Xem thật lâu, xem thật gần, cũng có cô dâu phụ, cũng có chú rể phụ, ai nấy trông vui mừng câu chúc lành bền duyên. Đồng đưa pháo tân hôn nổ vang câu chào rước, cô dâu mắt môi xinh đang vô cổng nhà trai. Trong sâu lắng riêng tư cô dâu như còn lo, ôm mai mốt đây luôn sắc son vợ chồng. Nào càng ly mừng cho lứa đôi, xinh như qua mùa xuân. Mừng nhà trai mừng nhà gái quý nhau, xui gia thông tình thân. Thương nàng dâu thương mẹ chồng, sao bóng dưng thương người, sao bóng dưng thương lòng. Thân gái như con thuyền đâu bến đục và trong.
ôi sáng hôm nay xuống sau nơi đầu sớm, tin vui đã lan nhanh khắp làng thôn. Bao trai gái con tim nghe làm sao? Ô trên quán đê đang rước dâu về làng. Nhiều người ra dòm nói búa xua, nghe không đâu vào đâu. Bà thì khen, bà thì cứ muốn chê, nghe câu không thành câu. Dâu người ta càng vì mình, đám cưới có linh đình hay dấu không linh đình, ta nên nâng ly mừng cho thắm tình làng quê. Đồng đưa pháo tân hôn nổ vang câu chào rước, cô dâu mắt môi xinh đang vô cổng nhà trai. Trong sâu lắng riêng tư cô dâu như còn lo, ôm mai mốt đây luôn sắc son vợ chồng. Nào càng ly mừng cho lứa đôi, xinh như qua mùa xuân. Mừng nhà trai mừng nhà gái quý nhau, xui gia thăm tình thân. Thương nàng dâu thương mẹ chồng, sao bấm dưng thương người, sao bấm dưng thương lòng. Thân gái như con thuyền đâu bến đụng và trong, sao bấm dưng thương người, sao bấm dưng thương lòng. Thân gái như con thuyền đâu bến đụng và trong. Thank you.
tiên cũng như thành kính thiên Chúa, xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng hướng lên bàn thờ Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lá cánh tìm về cội cây, con đây tìm về tổ tiên để thương nhớ công ơn sinh thành dựng nuôi bao ngày. Người ơi em mơ về anh đã bao ngày. Gia đình dòng họ nhà trai sẽ làm công tác đón nhận cô dâu Hồng Nhung trở xuống hôn trường cưới để chào và ra mắt toàn thể các bậc cao niên, các cụ công, các bà cha bác. Xin trân trọng kính mời ạ. Dạ, con xin dẫn anh con ra chào con viên hai họ, tạm mời con viên hai họ mời nước mời thuốc ạ. Xin được trân trọng cảm ơn vị đại biểu. Và kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, và giống ngày đây, trước khi quý vị chúng ta dự tiệc, con xin được trân trọng và giới thiệu và kính mời vị đại biểu thay mặt cho gia đình dòng họ và nhà trai sẽ di chuyển ra phía sân khấu chính của gia đình để có đôi lời phát biểu và xin chứa làm phép thánh hóa của anh trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Trân trọng kính mời anh thưa các cố cùng tất cả các ông các bà, cùng tất cả anh em bạn bè nam nữ, hôm nay là ngày thành hôn của hai cháu. Mời con cũng xin đại diện cho họ nhà trai, xin mời hai họ dùng với lại chồng họ chúng con ly rượu. Con xin phép làm dấu để uống rượu ạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Này Cha con ở trên trời, chúng con nguyện đến Cha cả sáng, nước Cha thì đến, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con lại nâng thường ngày và tha nợ chúng con như con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con tha kiếp cam vô, chúng cứu con cho khỏi dữ, amen. Cha và Con và Thánh Thần, amen. Vâng, sau khi vị đại biểu thay mặt cho gia đình đã có đôi lời phát biểu và xin chứa làm phép thánh hóa của anh trong buổi trưa ngày hôm nay ạ, thay lời cho gia đình ông bà Trùng Linh, cờ xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nâng cốc và cùng chúc mừng cho hai bên gia đình, chúc mừng cho Tân Lăng và Tân Gia Nhân. Trân trọng kính mời. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao bông cao. Đời ca chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nàn.
châu. Bên nhau như cô với châu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp. Tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nợ mãi bên nhau. Thưa quý vị, và giờ phút này đây ạ, những giây phút đó là ý nghĩa và tuyệt vời. Mời toàn thể quý vị chúng ta cùng ngưỡng lại sân khấu chính của gia đình dòng họ ở nhà trai chúng tôi, để quý vị chúng ta được chứng kiến những thủ tục nghi lễ đầu tiên ngày hôm nay được diễn ra tại khán phòng của gia đình. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị, với những tình cảm mà các bậc cao niên, các cụ, các ông, các bà đã dành tình cảm trở lên để chúc mừng ngày phúc ngày trọng đại của đôi bạn trẻ Văn Bản và Hồng Nhung hôm nay. Giờ phút này đây thì sau khi toàn thể các bậc cao niên, các cụ, các bà chúng ta đã dự tiệc mừng xong, mời toàn thể quý vị chúng ta cùng ổn định người hiến dãy bàn trà danh dự của gia đình, và chúng ta cùng dự tiệc trà, dự tiệc bánh kẹo và cùng tham dự ngày vui ngày phúc ngày trọng đại của đôi bạn trẻ Văn Bản và Hồng Nhung. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, trải qua bao năm tháng tìm hiểu của đôi bạn trẻ Văn Bản và Hồng Nhung, được sự quan tâm của các bậc cao niên, của các cụ, các bà đại diện cho hai bên gia đình, hai bên dòng họ, được sự nhất trí cao của hai bên dòng tộc, và được sự duyệt uy của cha xứ tại nhà thờ Long Trọng, và được sự nhất trí cho phép của chính quyền địa phương xã Phúc Thắng cũng như chính quyền địa phương xã Nghĩa Hùng. Và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt mà chính thức hai bên gia đình chúng ta lựa chọn để tổ chức chương trình đại lễ thành hôn chúc mừng cho Văn Bản và Hồng Nhung. Giờ phút này xin mời quý vị chúng ta cùng hướng lại sân khấu của gia đình,
và ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Văn Bản và Hồng Nhung xin phép được bắt đầu. Xin quý vị chúng ta nồng nhiệt chào tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa quý vị thân mến, tại vậy tiếng vọng này xem như tiếng cát ca mừng cho đôi bạn ném như hoa, chúc mừng Văn Bản và Hồng Nhung lên chồng vợ, thắm thiết bên nhau vẻ sum vầy. Ngày xưa thì phong độ giám băng bực dè thảo, còn ngày nay thì hoa đưa sắc tắm đón dầu nhiệt. Trong hạnh phúc thì nay thuyền cập bến, đến với cha mẹ thì Hồng Nhung đã đến đây rồi. Trong từng ngày ở đây, đôi bên cho phép con chính thức sẽ là người con dâu. Mỗi một buổi chiều về mà những đôi trai gái người ta đang gầy dựng trên cánh đồng 10 tấn quê đa, đẹp biết bao của đứa tuổi 18 đôi mươi, tuổi khao khát yêu rồi tuổi ôm ấp mộng đời, tuổi xây hạnh phúc trong đông đài dân tộc và tuổi dựng thành trong gấm vóc non sông. Thật vậy, em sẽ là cơn gió mát động thổi tung tất cả lá rừng đời anh, em sẽ là dòng nước trong xanh thổi tung tất cả lòng anh đợi chờ. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, và giờ phút này đây xin mời cô dâu chú rể, xin mời hai bạn sẽ cùng với nhau cùng di chuyển xuống tháp ly tình yêu, để rồi hai bạn sẽ được bật cha sâm banh đầu tiên để cùng nhau tay trong tay rót đến tháp ly tình yêu ngày hôm nay trước sự chứng kiến sự được vọng rất lớn của toàn thể các bậc cao niên, các cụ, các đồng, các bà trân trọng. Rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị ạ. Xin mời cô dâu chú rể tay trong tay nào. Vỗ tay thật lớn quý vị ơi, để cùng chúc mừng cho Tân Lan và Tân Sai Cân của chúng ta đang đầy cảm xúc tình yêu ngày hôm nay. Được rồi, hai bạn ngày hôm nay chính thức lên nghĩa vợ chồng. Trước sự có mặt của các bậc cao niên, của các cụ, các bà, mà thưa toàn thể chương trình rượu sâm manh thì em lớn mạnh rốt. Để rồi tình đâm mình có mãi không vai. Trước sự có mặt sự quan tâm của các bậc cao niên ạ. Vâng, trai sâm anh thứ hai là xin mời Tân Lăng và Tân Gia Nhân sẽ ra là 6 chiếc ly mà ban tổ chức đã dành ở vị trí dưới bàn. Mỗi một chiếc ly là một chút rượu hồng. Kính thưa quý vị, những giây phút bầu cử ý nghĩa và tuyệt vời ngày hôm nay ạ, đã và đang được đón nhận rất là đông diện diện sự có mặt, sự quan tâm của toàn thể quý vị ngày hôm nay. Với những ý nghĩa đó thì trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hiện diện và cùng chứng kiến những tư tục nghi lễ ngày hôm nay được diễn ra để cùng chúc mừng cho gia đình. Quý vị chúng ta hãy nâng cao những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Để chúc mừng ngày phúc, chúc mừng cho đôi bạn trẻ Văn Bản và Hồng Nhung. Rất là tuyệt vời ạ. Và nhà quay phim nhiếp ảnh Thẩm Loan sẽ làm công tác tác nghiệp ghi lại những ảnh đẹp đẽ nhất ngày hôm nay. Vâng ạ. Và giờ phút này đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông bà Ninh là song thân phụ mẫu của chú rể Văn Bản. Xin mời ông bà sẽ cùng di chuyển ra phía sân khấu chính điện. Và xin mời bác trưởng đoàn gia đình dòng họ nhà trai, bác trưởng đoàn gia đình dòng họ nhà gái. Xin mời quý vị chúng ta cùng di chuyển về phía sân khấu chính của gia đình. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, những từ tục ý nghĩa rất là tuyệt vời và đẹp đẽ ngày hôm nay được hiện diện trước toàn thể quý vị đã và đang hiện diện về phía sân khấu chính của gia đình cùng với Tân Lăng và Tân Gia Nhân, đó là song thân phụ mẫu, đó là ông bà Trùng Ninh, là những đất bậc sinh thành ra chú rể Văn Bản cùng với hai bác trưởng đoàn thay mặt cho hai bên gia đình, hai bên dòng họ ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị thân mến, và giờ phút này thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô dâu và chú rể, xin mời hai bạn sẽ nâng những ly rượu lên để mời cô dâu sẽ mời bố mẹ chồng của mình và chú rể sẽ mời hai bác trưởng đoàn. Xin trân trọng kính mời. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Vâng ạ, Tân Lăng và Tân Sai Nhân đã và đang dành những ly rượu hiếu, những ly rượu tình nghĩa, những ly rượu cảm ơn để cảm ơn những đấng bậc sinh thành, cảm ơn bố mẹ,
đã có công sinh thành dưỡng dục ra chú rể ngày hôm nay, và đặc biệt hai bác trưởng đoàn, sự chứng kiến của hai bác trưởng đoàn giữa hai bên gia đình ngày hôm nay. Và xin mời cô dâu chú rể hai bạn sẽ được hướng người vào nhau nào. Hai bạn sẽ là nâng những ly rượu của hai bạn lên. Hai bạn xin mời cô dâu chú rể được hướng người vào nhau nào. Hai bạn sẽ làm thủ tục khoác ly rượu sau môi ngày hôm nay ạ. Bố mẹ cùng nâng cốc cao lên nào. Và hai bác trưởng đoàn cùng nâng cao ly của mình lên nào. Quý vị ơi, 1, 2, 3, chúc mừng chúng ta dành một tràng hoa tay thật lớn ạ. Vâng ạ, xin mời bố mẹ cùng nhấp môi nhào cùng chúc mừng hạnh phúc của hai con hôm nay. Cảm ơn hai bác trưởng đoàn ạ. Vâng, thưa quý vị thân mến, và giờ đây thì xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể hai bạn sẽ tiến về phía màn bánh tình yêu để hai bạn cắt miếng tấm bánh sẻ chia những ngọt bùi hạnh phúc trong cuộc đời này, để minh chứng một gia đình mới, một gia đình văn minh lịch sự nữa ra đời trên mảnh đất quê hương Phúc Thắng hôm nay ạ. Hai bạn tay trong tay, xin mời cô dâu chú rể cắt tấm bánh đầu tiên trên cùng chương ạ. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng tấm bánh thứ hai ạ. My life I found this missing piece. So as long as I'm alive, con xin được cảm ơn bố mẹ, cảm ơn hai bác trưởng đoàn ạ. Mời quý vị trở về phía bàn danh dự ạ. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa của quý vị để cùng cảm ơn và chúc mừng ạ. Xin mời cô dâu chú rể hai bạn trở lên phía sân khấu. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, từ hôm nay thì Hồng Nhung đã là vợ, còn Văn Bằng là chồng thỏa lòng của mẹ cha. Còn ở trên cành bấy đâu mong đợi, nay em về anh hạnh phúc nắm em ơi. Giờ anh thương em hết mực ở trên đời, trải qua bao nhiêu phong ba và bão táp, trên đất mẹ bốn mùa hoa nở, và đến hôm nay nắng nọng một mùa hoa. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị, tập vậy chuông chiều đổ xuống thánh tinh ca, sóng cũ bừng lên đám cưới vàng. Kính chúa nhiều người yêu đất nước, trên mảnh tâm sáng với muôn hoa, chúa trời ban lộc cho hai bạn hạnh phúc trăm năm mãi vẹn toàn. Và hôm nay con xin ơn Chúa được trọn đời bên vợ con thương. Cảm ơn Đức Mẹ Maria, Chúa trên trời hôm nay soi sáng để dẫn đường cho chúng con đi. Nguyện ước ơn Cha đã ban phép ơn trời, con xin hứa sống sao trọn đạo, rể dâu hiền xứng với gia nhân. Thưa toàn thể quý vị, để cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể các bậc cao niên, của các cụ công, các bà, quý vị anh chị và các bạn ngày hôm nay, xin mời tân lang và tân gia nhân hai bạn sẽ dành một cái cúi đầu thật là sâu để cảm ơn toàn thể quý vị được không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Trân trọng cảm ơn, và giờ phút này xin mời cô dâu chú rể hai bạn sẽ trở phía bàn danh dự của mình. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, thay cho lời mời và lời chào của gia đình dòng họ nhà trai chúng tôi ngày hôm nay ạ, kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hiện diện ở những dãy bàn trà, và mời quý vị chúng ta cùng dự tiệc trà, dự tiệc bánh kẹo, cùng tham dự ngày vui, ngày phúc, ngày trọng đại của đôi bạn trẻ Văn Bản và Hồng Nhung. Và kính thưa quý vị, và để mở đầu cho chương trình ca nhạc chúc mừng cho đôi bạn trẻ, xin mời quý vị đến với giọng hát của nữ ca sĩ Lan Trần sẽ gửi lại toàn thể quý vị món quà âm nhạc đầu tiên ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Lời đầu tiên, Lan Trần xin được gửi tới toàn thể quý vị một lời chào, một lời chúc thân thương nhất. Xin kính chúc quý vị có một buổi chiều ngày tân hôn của hai em sẽ là thật là tốt đẹp và thật là nhiều niềm vui. Và ca khúc đầu tiên mà Hương Lan xin gửi tới toàn thể quý vị đó là ca khúc Khách đến chiêu nhà. Xin mời quý vị cùng thưởng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đến với toàn thể quý vị. Đó là ca khúc Ngày Tân Hôn. Xin mời quý vị cùng với những mắt xinh đẹp của mình để sự thú vị của mình. Hãy subscribe.
quay về bạn và tay nắm tay rồi nơi thôi vắng tay lẻ loi kết đôi rồi từ nay lòng ấm đời thôi hết. Xin cảm ơn lời chúc mừng và câu âm nhạc đầu tiên của nữ ca sĩ Lan Trần đã gửi lại toàn thể quý vị ạ. Quý vị hãy dành cho Lan Trần một tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn và cùng chúc mừng đúng không ạ? Vâng ạ, kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, vào giờ phút này đây xin mời các bạn và thân danh nhân, hai bạn sẽ trở lại ngược ở sân khấu chính của gia đình để mang chức trân trọng giới thiệu và kính mời bà cố ngoại của chú rể Văn Bản sẽ cùng hiện diện về phía sân khấu dành tình cảm, dành món quà ngày hôm nay để chúc mừng cho hai cháu ạ. Trân trọng kính mời. Thưa toàn thể quý vị, mà ngày hôm nay là ngày trọng đại của hai cháu bà cố ngoại của chú rể Văn Bản dành tình cảm, dành cái món quà vô cùng ý nghĩa để chúc mừng ạ. Xin mời bà sẽ dành tình cảm, dành món quà để chúc mừng cho hai cháu và ghi lại hình ảnh đẹp đẽ nhất ngày hôm nay ạ. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng cảm ơn và chúc mừng. Và tiếp theo, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông bà cố Mỹ sẽ cùng trở lên sân khấu để dành món quà tiếp theo để chúc mừng cho thân lăng và thân gia nhân ạ. Trân trọng kính mời. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng cảm ơn và chúc mừng. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông bà Linh là sau lưng vụ mẫu của chú rể Văn Bản sẽ diện về sân khấu dành cho các con những món quà vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời hôm nay ạ. Trân trọng kính mời. Trong ngày của hai con hôm nay thì cha mẹ là những đấng bậc sinh thành. Vâng, do chú rể Văn Bản đã và đang dành tình cảm, những lời chúc mừng, những món quà ý nghĩa để chúc mừng cho hai con hôm nay ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng cảm ơn và chúc mừng. Vâng, thưa toàn thể quý vị thân mến, là vậy cha mẹ nào mà chẳng thương con, mong cho con ngày mai tỏa sáng, sống sóng nàng, mẹ bạn đều thương. Đó là những gì mà đấng bậc sinh thành ra quân dân chủ tịch chúng ta luôn luôn mong muốn. Và giờ phút này đây kính mời anh chị cơ sen là những người anh, người chị của chú rể dành tình cảm, dành những lời chúc mừng, dành những món quà ý nghĩa lên để chúc mừng cho hai em. Trân trọng kính mời. Ngày trở lại của hai em thì anh chị và cơ sen dành đến các người chúc mừng, dành đến món quà vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời để chúc mừng cho hai em nhân ngày hôm nay. Quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật là lớn hơn nữa để cùng cảm ơn và chúc mừng. Vâng, và anh cơ sẽ dành lời chúc mừng, dành một món quà nhạc để chúc mừng cho em hôm nay. Vâng, xin để tâm đầu chương trình thì gia đình chúng con có một bài hát nho nhỏ để tặng cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay trong ngày vui trọng đại. Và bài hát của chúng em xin được tặng đó chính là bài Cơn Mưa Tình Yêu ạ. Cơn
bầu trời. Ngoài trời đêm gió lạnh, giật mình nhớ tới anh. Hãy chờ em anh nhé, và món quà tình cảm mà anh chị Cơ Gen đã dành để chúc mừng cho em. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa của quý vị để cùng chúc mừng ạ. Vâng, số phận này xin được trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình em Đoàn Ngọc sẽ trở lên sân khấu để dành tình cảm, dành món quà tiếp theo để chúc mừng, trân trọng, kính mời. Thưa quý vị thân mến, và giờ phút này đã và đang hiện diện về phía sân khấu hoặc của gia đình để chúc mừng cho đôi bạn trẻ Văn Mạn và Hầu Dung, đó là gia đình em Đoàn Ngọc và các cháu, dành tình cảm, dành những lời chúc mừng và dành những món quà vô cùng ý nghĩa và yêu thương hôm nay để chúc mừng cho đôi diện mới ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng. Gia đình con xin phép là hội hôn thì vợ chồng con cũng gọi là
hát được, nhưng mà con nhường cho con của con tặng cho hai bác. Quý vị, và để tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời em Trưởng và em Phước tiếp tục trở lại phía sân khấu và dành một món quà để chúc mừng. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Vâng, chỉ món quà tình cảm em Trưởng và em Phước để dành để chúc mừng cho hai anh chị hôm nay ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng cảm ơn và chúc mừng. Và tiếp theo, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Bố Hiển là bố thiên nhiên của chú rể sẽ tiếp tục trở lên cái sân khấu để dành món quà để chúc mừng cho hai con. Xin trân trọng kính mời. Và sau món quà của Bố Hiển là xin mời bố mẹ Tứ là bố mẹ thiên nhiên của chú rể chuẩn bị. Và ngay trong ngày hôm nay, Bố Hiển là dành tình cảm, dành là món quà vô cùng ý nghĩa để chúc mừng cho hai con. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời bố mẹ Tứ, vẫn là bố mẹ thiên nhiên của chú rể, sẽ dành tình cảm, dành là món quà để chúc mừng cho đôi duyên mới. Trân trọng kính mời. À, vâng, kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể quý vị có mặt trong hội trường, chúc mừng chúc quả Văn Bản và ông Nhung trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được thay lời cho gia đình chúng tôi, tức là vợ chồng tôi, xin được cảm ơn và kính chúc các cụ, các vị biểu cùng toàn thể các bạn một đời sức khỏe và hạnh phúc, và chúc cho hai con cha hạnh phúc. Và trong ngày cưới của hai con, bố mẹ chẳng biết nói gì, bất chút quà để chúc mừng cho hai con. Hãy subscribe.
cũng trong ngày vui hôm nay, chị Mai và chị Son ở Hà Nội có chút quà để chúc mừng cho hai vợ chồng con. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị thưởng thức một tiết mục văn nghệ của vợ chồng chúng con. Đã xin được gửi tới các cụ, đặc biệt là các bậc cha bác, một bài hát rất quen thuộc được mang tên Trên Công Trường Rộn Rã Tiếng Ca, và chúc mừng cho hạnh phúc của hai con. Yeah.
đẹp cho muốn câu ca. Vâng, xin cảm ơn quý vị ạ. Xin được trân trọng cảm ơn bố mẹ Tứ, là bố mẹ thiên linh của chú Dê. Và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa của quý vị để cùng cảm ơn và chúc mừng ạ. Vâng, kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, và tiếp theo chương trình ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời chú dì chính nhán sẽ trở lên cái sân khấu để dành một món quà để chúc mừng cho đơn duyên mới ạ. Trân trọng và kính mời. Vâng, những lời chúc mừng, những món quà vô cùng ý nghĩa mà chú dì chính nhán đang dành để gửi tặng để chúc mừng cho Tân Lăng và Tân Gia Kiên của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa của quý vị để cảm ơn và chúc mừng. Và tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời món quà của chú dì Mải Trí sẽ là có tác là trở lên phía hôn trường cưới của gia đình. Những lời chúc mừng cái món quà của chú dì Mải Trí đã và đang dành tình cảm, dành cái món quà vô cùng ý nghĩa để chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc mừng. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời món quà của cậu vợ Phạm Mến. Nhưng vì điều kiện công tác xa, cậu vợ không về được, cứ nhờ một vị đại biểu đại diện cho cậu vợ dành món quà lên để chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Xin mời món quà của cậu mợ Khẩn và cậu mợ Tiền. Xin mời các cậu mời cùng trở lên phía sân khấu ạ. Và quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn và chúc mừng. Thưa quý vị, và sau những món quà của các cậu các mợ các dì thì sẽ được trân trọng giới thiệu anh em miền Nam và gia đình sẽ trở lên cái sân khấu và có điều nhảy yêu làm cưới để chúc mừng cho gia đình ạ. Trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gửi lời chúc mừng nữa. Rất là ý nghĩa và tuyệt vời đúng không ạ? Xin trọng cảm ơn tình cảm, những món quà là điều nhảy vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay của các anh chị miền Nam. Thưa toàn thể quý vị thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì ban tổ chức sẽ được trân trọng giới thiệu vào kính mời hội cựu chiến binh khu phố Cống sẽ trở lên phía sân khấu để dành món quà để chúc mừng cho Thân Lăng và Tân Gia Nhân ạ. Xin trân trọng giới thiệu vào kính mời hội cựu chiến binh này là trẻ nhất khu phố Cống đấy ạ. Em chưa ghi lại hình ảnh đẹp nhất hôm nay nào. Và một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng. Xin lòng cảm ơn anh em. Kính thưa quý vị thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời cháu Hà My sẽ cùng trở lên phía sân khấu một với một vũ điệu tích cấp sẽ gửi lại toàn thể quý vị để chúc mừng cho Tân Lăng và Tân Gia Nhân. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời các con thiên nhiên của ông và Linh sẽ cùng trở lại phía sân khấu để dành món quà để chúc mừng. Xin trân trọng và kính mời. Đầu tiên cho mình dân gửi tới quý ông, quý cô bà và toàn thể các anh chị em trong hội trường hôm nay được kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, hôm nay anh em thanh niên của bố, tuy rằng bố không đẻ không nuôi nhưng con ơn bố
muôn đời từ đây ạ. Dạ vâng, sau đây anh em chúng con xin gửi tới các cụ ông các bà bài hát được mang tên Gặp Nhau Trong Rừng Mơ để tặng tới hai em, chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Tại buồn gì hỡi em, xuống trời, xuống trời, xuống trời với em. Anh là chân chân khôi mô ghê. Anh đây như mây trên túi đầy người thơ. Xuống chờ, xuống chờ, lại ngược gì hỡi em. Xuống chờ, xuống chờ, xuống chờ với em. Anh là chàng trai môi cô ghen. Bóng chàng xa bờ, trên con đường còn cuối năm.
60 năm cuộc đời để dành tặng riêng cho em bạn. Xong sao? Thế là cô ấy. Không, không, không. Xin mời các anh em thanh niên nam nữ có những bạn tất đẹp. Giới thiệu và kính mời con đường là con thiên niên của chú rể và bạn sẽ trở lên phía sân khấu để dành món quà để chúc mừng cho bố mẹ hôm nay ạ. Trân trọng kính mời. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng cảm ơn và chúc mừng. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà tiếp theo là quà bác Hằng và bác Võ đến từ phía gia đình dòng họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời món quà của bác Hằng, bác Võ sẽ cùng nghề dệt lên phía sân khấu ạ. Xin mời các bác ạ. Sau món quà của bác Hằng, bác Võ là xin mời anh chị Thương Đạt. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng. Và xin trân trọng giới thiệu một cái quà món quà của anh chị Thương Đạt. Và xin trân trọng giới thiệu một cái quà món quà của em trai và em gái Tô Dung. Mang lại những món quà tình cảm của các em, của cô dâu Hồng Nhung. Alo. Lời đầu tiên cho con xin gửi lời chào đến các ông, các bà, các bác, các chú, các anh, các chị đang có mặt ở đây ạ. Nhân ngày cưới của anh chị con có chiếc quà muốn gửi đến anh chị, thì con cũng gửi cho anh chị con rồi. Cái thứ hai là con có một chút lời muốn gửi đến anh rể của con. Đầu tiên là em có một mỗi một chị gái thôi. Nên là em mong anh yêu thương chị gái không? Mày chẳng dám ít thôi. Anh phải yêu thương chị gái không? Nếu mà trước mặt mọi người ở đây, anh phải hứa với em, nếu mà anh không yêu thương chị gái không nữa, để anh phải nói với em. Để em đón chị gái em. Anh hứa với em, anh yêu thương em, chị gái em suốt đời.
ơn những người em của cô dâu Hồng Nhung ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng cảm ơn và chúc mừng quý vị thân mến chương trình buổi lễ đại hôn ngày hôm nay. Rất đông và sự hiện sự có mặt của các bậc cao niên, của các cụ, các ông, các bà. Trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta đã cùng trở lại với gia đình ông bà Chuẩn Linh để cùng chúc mừng cho hai bên gia đình, chúc mừng cho tân lang và tân gia nhân. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, thật vậy, tôi thay thiên em chúc chén rượu nào dành ra thời tiết uống vào thời say, tây bưng chén muối đê gừng để gừng cay muối mặn cả đời không quên. Thưa quý vị thân mến, và có để các bạn chương trình giao lưu ca nhạc trong buổi chiều hôm nay, mời quý vị trở lại với giọng hát của anh Duy Phương, sẽ cùng trở lại với khán phòng của gia đình dành một lời chúc mừng dành món quà cuối cùng ngày hôm nay để cùng chúc mừng cho gia đình, chúc mừng cho tân lang và tân gia nhân ạ. Kính thưa quý cô, quý ông bà, anh em, anh chị em cho các phòng đôi bên gia đình, lần đầu tiên cho con được xin phép gửi tới quý cô toàn thể hội hôn lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Chúc hai em trong ngày trọng đại hôm nay sống yêu thương nhau trọn đời. Và hôm nay tới đây con có một món quà âm nhạc gửi tới toàn thể hội hôn, đó là một liên khúc Và Tôi Cũng Yêu Em. Tôi yêu sẽ một cuốn truyện tranh nhưng không có bóng và yêu đêm với cùng nhau đi cà phê buổi sáng yêu ta tháng xa. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa mới canh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ bữa cơm canh cà và yêu thương giấc ngủ không mộng mị và tôi cũng yêu em. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, đâu vui với bạn bè cùng ly rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người xa. Tôi yêu những gì đến từ thiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em nồng nàn, yêu em rõ ràng. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em nồng nàn, yêu em rõ ràng. Qua công viên lá rơi trên con đường, bóng ngày nắng đang ướt mưa. Mưa buông rơi trong tay em đưa thì thật, cho mắt ta về làm chi em đâu. Mưa yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Yêu cho đến khi con tim ngừng đập, cho tuyến thu là một giây. Yêu em cho đến khi ông thôi làm mật, đến khi lời chỉ sẽ nói bay. Khi ôm nhau trong tay đôi tay ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao, xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em đằng sau, em anh đã thương em từ lâu.
sớm tan thương ta áo trắng ngập ngừng. Mình anh chưa có chờ em trước cổng trường. Rồi bóng em xa mưa giây phút ngập ngừng. Nắm tay anh em cười khẽ nói. Chào sáng hôm nay rồi chiếc ly thật buồn. Giờ anh đưa em đi kinh doanh phút lạ thường. Mình có bao lòng rồi sẽ hết một ngày. Hãy trao nhau trò tình đắm say. La 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 la. Hãy dành bước với nhau kề bên nhau. Nhạc vừng vừng rất tóc nơi. Ta dù nhau trong tiếng nhạc vui. Ta áo trắng ngập ngừng, nhưng anh chưa vơ chờ em trước cổng trường. Rời bóng em xa qua giây phút muộn màng. Nắm tay anh, em cười khẽ nói. Chào sáng hôm nay giờ chiếc ly chút buồn. Giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạc vườn. Mình có bao lòng rồi sẽ hết một ngày. Hãy trao nhau trò tình đắm say. Với nhau kề bên nhau, nhạc vừng rất khắp nơi. Ta dừng nhau trong tiếng nhạc vui. Mình sống với nhau và quên hết đằng sau. Thì không gian kia là coi chốn yên màu. Để mãi đời ta trôi xa bên đời chờ. Kết thai tâm hồn tràn ước mơ. Tiếng nắng giữa đời anh đêm đông vượt đỏ. Em là giọt mưa tươi mắt cho lá cây mùa hè. Em là bài thơ như nước mưa ngọt ngào để suốt đời anh mãi gọi tên em. Anh nhớ em như trời xanh yêu nắng. Một lời gian dối, trái tim này xin hát tặng riêng em. Nhìn hoàng hôn xuống những bầy chim lao xa gọi đàn, chân trùng xa tim vẫn lắng nghe dòng cuộc đời. Bao ngày dần qua anh thương đợi trường trong nỗi niềm khao khát gần bên em yêu ơi. Những buồn vui cái đắng trong đời ta trao nhau như một niềm tin và hạnh phúc. Khi mưa tuôn hãy nhìn ngày nắng cháy. Có bao giờ xa cách phải không em? Anh yêu trời xanh yêu nắng về. Đôi môi em như một bài ca nồng cháy. Anh yêu em không một lời gian dối. Trái tim này và đồng niên. Thưa toàn thể quý vị thân mến, giờ phút này cho phép con trân trọng giới thiệu và kính mời
vị đại biểu thay mặt cho gia đình dòng họ nhà trai và vị đại biểu thay mặt cho gia đình dòng họ nhà gái, xin mời hai bác sẽ cùng di chuyển về phía sân khấu chính của gia đình. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, tại vậy được lời thì như gửi tấm lòng, mẹ mẹ cha đời ngoài đều mong thuận hòa, mẹ cha nhắn nhủ dặn dò để rồi tình thông gia sẽ là họ từ đây. Và giờ đây thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu thay mặt cho gia đình dòng họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu trao dâu và nhận rể ngày hôm nay ạ. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý cố, quý ông, quý bà và cô dì chú bác quan viên hai dòng họ, được sự tìm hiểu của hai cháu, được sự nhất trí của hai gia đình và chính quyền địa phương cùng cha xứ, hôm nay gia đình hai bên bàn bạc tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Nhung và Bản hôm nay. Cho phép tôi là bác của cháu Nhung trao cháu Nhung được làm dâu trong họ và làm dâu ông bà chủ Ninh và làm vợ anh Bản. Trong thời gian cuộc sống, cháu không tránh khỏi những điều thiếu sót, mong quý ông bà dạy bảo thêm cho cháu và họ gắng tôi có phong bì gửi tới ông bà để chúc mừng cho hai cháu. Và được quý ông bà quan viên hai dòng họ tổ chức cho hai cháu hôm nay, đặc biệt là gia đình họ trai tiếp đón họ gái tôi rất là nồng hậu, nhiệt tình và chu đáo. Và xin kính chúc quý ông bà và quan viên hai dòng họ chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh thật an lành và hạnh phúc. Cuối cùng xin kính chúc quý ông bà dồi dào an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Kính thưa các cố, kính thưa các ông các bà trong đôi bên anh dòng họ, hôm nay là ngày trọng đại nhất của hai ông bà, ông Ninh và ông Tuất có hai cháu. Hôm nay là ngày trọng đại nhất và cũng là ngày trăm năm của các cháu. Vậy tôi cũng xin nhận tấm lòng của các ông tới đến gia đình chúng tôi có cháu Bản, là nhận cháu Nhung là con cái của đại dòng họ của tôi. Hôm nay tôi cũng có lời nguyện cảm ơn tất cả các bà cùng tất cả anh em trong dòng họ đôi bên. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, và các thể quý vị đã được đón nghe những lời phát biểu trao dâu nhận rể và cũng như nhận dâu trao rể từ phía hai bác trưởng đoàn của hai bên gia đình. Kính thưa quý vị, và để gắn chặt tình đoàn kết, tình thông gia giữa hai bên gia đình, xin mời hai bác trưởng đoàn sẽ dành cho nhau một cái bắt tay đi. Và một tràng bắt tay thật lớn từ quý vị ạ. Vâng, kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị, qua những lời phát biểu của hai bác trưởng đoàn thay mặt cho hai bên gia đình, hai bên dòng họ, cho phép mà chúng ta xin được thay lời gia đình, thay lời cho những người thực hiện chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng tuyên bố khép lại chương trình buổi lễ thành hôn. Chúc mừng cho đôi bạn trẻ Văn Mạn và Hồng Nhung, xin được chúc toàn thể quý vị, anh chị và các bạn chúng ta ra về an khang hạnh phúc, gái cùng trai tay nắm chặt tay. Xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Chia tay bên dòng sông, chiếc nón quai tàn.